Võ sĩ hạng nặng bất bại 26 tuổi David Adelaide sẽ hướng tới trận thắng thứ 11 liên tiếp trong sự nghiệp nhà nghề khi anh được thiết lập so găng với đối thủ 33 tuổi người Ukraine là Dmytro Bezos để tranh danh hiệu hạng nặng châu Âu còn bỏ trống của WBO. Cuộc so găng của hai võ sĩ đều đang nắm trong tay 10 trận thắng liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp sẽ là sự kiện chính trong đêm quyền Anh tại London vào đêm 17 tháng 2 theo giờ địa phương, khoảng rạng sáng 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người Nigeria, David Adelaide bước lên võ đài chuyên nghiệp vào cuối năm 2019 và đã 9 lần kết thúc trận đấu trước thời gian dự kiến trong số 10 trận thắng liên tiếp. Kamil Sokolowski là võ sĩ duy nhất buộc David Adelaide phải cần hết thời gian dự kiến trong trận đấu vào tháng 4 năm 2021. Lần thứ 11 bước lên võ đài chuyên nghiệp sẽ là trận đấu lớn nhất của võ sĩ này. Dmytro Bezos có thành tích bất bại với 5 lần kết thúc trận đấu trước thời gian dự kiến trong tổng số 10 trận thắng liên tiếp. Ngoài môn quyền Anh thì Bezos cũng có kiến thức sâu rộng về môn võ tự do và Muay Thái. Trong khi David Adelaide từng được nhà vô địch của WBC hiện tại là Tyson Fury ca ngợi là tương lai của hạng nặng trong một cuộc phỏng vấn của giới truyền thông vào năm 2022. David Adelaide đạt trọng lượng 105kg so với 118kg của Dmytro Bezos trong buổi kiểm tra trọng lượng bắt buộc. Dù kém hẳn đối thủ về thể hình, nhưng David Adelaide tự tin chơi đôi công ngay sau tiếng chuông khai cuộc với đối thủ bất bại có thành tích 10 trận thắng giống như mình. Dmytro Bezos chủ động áp sát tấn công, nhưng lại ngã đài khi dính cú đấm thẳng bằng tay trái của võ sĩ nước chủ nhà ở giây thứ 60 của hiệp đầu tiên. Trận đấu càng sôi nổi khi Dmytro Bezos đáp ứng yêu cầu của trọng tài và chủ động áp sát tấn công trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, David Adelaide mới thật sự nguy hiểm với những pha tung đòn quy lực. Bước vào hiệp 2, võ sĩ người Ukraine vẫn chủ động áp sát, nhưng khi dồn được đối thủ vào dây đài thì anh lại ngã đài khi dính đòn vòng tay trái đầy quy lực của David Adelaide. Trọng tài Bob Williams kết thúc trận đấu để bảo vệ sức khỏe cho Dmytro Bezos khi thời gian của hiệp thứ 2 còn 1 phút 48 giây. Khi Dmytro Bezos nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp cũng là lúc David Adelaide thiết lập trận thắng thứ 11 liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp, đạt tỷ lệ thắng knockout lên đến 90,91%. Đặc biệt, chiến thắng này giúp David Adelaide trở thành nhà vô địch mới ở châu Âu của WBO.